Hello chào anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em một siêu phẩm về cái bình xăng con đít dài S90 dây xéo, họng xăng lớn, họng 22 nha anh em, và trái ga lớn là trái ga 18 luôn. Cái này mà vô cho anh em chơi cái hại mà đầu lòng nhỏ phơm zin 67 vay xéo là đẹp hết bài luôn nha. Này nó y chang bình zin của 67 nhưng mà bình này là phao trên vay xéo S90 nha anh em. Họng xăng lớn nha, họng xăng tới 22 ly và trái ga là 18 ly. Thì đối với cái bình này mình sẽ phù hợp cho anh em vô cái cấu hình máy là từ hơi 90 trở lên. Đến anh em chơi cái máy độ 54 zin zin rồi vẫn đảm bảo là đủ xăng và chạy ngọt ngào hậu đâm luôn nha anh em. Thì đây là mình lên cho anh em một cái siêu phẩm, đó là cái bình này VIP nha. Như mới 7 màu. Bình này mình bán giá là 3,5 triệu cho cái bình S90 siêu phẩm này. Ok, bây giờ mình quay cho anh em tiếp là một cái trái ga trên cái bình này. Trái ga là cực đẹp nè, không xước không liếm. Zin tăng đa nha. Bình này là họng xăng lớn, trái ga 18. Rồi, đây. Chính của cái sản phẩm này là cái bình xăng 7 màu đó. Nói chung là nó tình trạng là khoảng hơn 90% nha anh em, 95% luôn á. Rất là đẹp. Và đặc biệt cái bình này là bình dây thuận nha anh em, bình dây thuận càng hiếm dữ nữa nha. Bình này bình dây thuận nè anh em, vô 67 là vậy nè. Ống xăng bên đây tay trái luôn. Là này là bình thuận luôn. Đó, siêu hiếm, rất là đẹp. Tai nghe là còn si 7 màu, cái phe gà vẫn còn 7 màu. Nước da thì 7 màu luôn. Đó, chưa có sần, chưa có sùi gì hết, chưa gì hết. Nói chung là cực đẹp, like new. Can xe ben. Bình này mình bán giá là 3,5 triệu cho cái bình S90 VIP. Trái ga 18, ống xăng thuận, họng xăng lớn 22 ly. Thích hợp cho anh em sử dụng cấu hình máy là từ hơi 90 đến 54 zin zin nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Anh em nào lên alo em nha, chơi alo em 0933996332. Bình mà đẹp cỡ vậy anh em kiếm cũng hơi khó, nên anh em nào cứ thật sự cần thì cứ chốt liền giúp cho mình, để mất công bị tìm kiếm mà khi mua được cái bình, kiếm thấy cái bình ưng ý mà mua không kịp thì cũng hơi tức nha anh em. Đó,